ân chư Phật chúc phần báo ân. Nam mô Lăng Nghiêm hồi thương Phật Bồ Tát, cung thỉnh Thế Tôn lại chứng minh đời năm trước con xin vào trước một chúng sanh quá Phật chưa thành, con nguyện công chứng vô sanh thế đạo tràng. Cùng chúng tôi chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, thưa quý sư cô, thưa cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện. Hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm Quý Tỵ. Chúng ta lại có duyên gặp nhau tại đạo tràng chùa Long Hương để tiếp tục chia sẻ bản kinh Lăng Nghiêm. Thì kỳ vừa rồi chúng ta đã học hết cái đoạn thứ 8 là do pháp trần chứng viên thông. Nghĩa là trong mấy đoạn trước thì các vị đại đệ tử của Đức Phật cho tới ngày Maha Ca Diếp đã trình bày cái chỗ viên thông của mình là do những cái pháp bên ngoài, tức là do trần, sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, và tới ngày Ca Diếp là pháp trần. Bây giờ chúng ta sẽ học tới đoạn thứ 9 là từ đoạn thứ 9 trở lên là nói về căn viên thông. Chúng ta sẽ đọc phần chánh văn trước. Ông A Na Luật Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật mà bạch Phật rằng: khi con mới xuất gia thường ưa ngủ nghỉ, nên Như Lai quở con là loài súc sinh. Nghe Phật quở con liền khóc lóc tự trách, thức suốt 7 ngày không ngủ, hư cả hai con mắt. Thế Tôn dạy con tu pháp nhạo kiến chiếu minh kim cang tam muội. Con không do con mắt mà thấy khắp mười phương, rỗng suốt tinh tường như xem trái cây để trong lòng bàn tay. Như Lai ấn chứng cho con thành quả A-la-hán. Nay Phật hỏi về viên thông theo chỗ chứng của con, xoay cái thấy trở về bản tính là thứ nhất.
Trong mấy lần trước thì chúng ta nói về trần, về sắc trần, thanh trần, hương và trần, xúc trần. Thì khi mà các vị tu theo cái viên thông thì các vị do duyên bên ngoài, tức là trần cảnh bên ngoài, mà các vị ngộ ra được chân lý. Thì bây giờ bắt đầu nói tới cái căn trần. Thì ngày A Na Luật á, khi mà mới xuất gia thì hơi giải đãi, trong lúc Đức Phật đang thuyết giảng, Ngài cũng ngủ. Nghiệp cũng so với chúng ta cũng có một số người vẫn giữ được bình tĩnh hơn trong suốt buổi giảng, đúng không? Thì khi mà Đức Phật thấy trong cái buổi thuyết giảng cũng như là các cái buổi tọa thiền nào đó, Ngài A Na Luật ngủ, thì Đức Phật quở. Phật quở là cái loài súc sanh đó thì ham ăn mê ngủ, cái loài người người ta không có như vậy. Khi mà nghe Đức Phật quở như vậy rồi thì Ngài A Na Luật khóc lóc, mình thấy cái nghiệp mình nó nặng quá và hạ quyết tâm là không nhắm mắt để ngủ nữa. Thì Ngài bắt đầu Ngài thức, thức 7 ngày 7 đêm như vậy. Vừa thức mà vừa thấy cái nghiệp chướng mình nặng nề, rồi khóc lóc lại sám hối đủ điều. Và cuối cùng thì Ngài A Na Luật không còn thấy đường luôn, do nhiều ngày khóc và thức không ngủ như vậy. Thì từ đó Đức Phật mới bắt đầu dạy Ngài A Na Luật là nhạo kiến chiếu minh kim căn tâm muội, tức là một loại định mà mình quay trở lại để sử dụng bằng cái tánh thấy, chứ không sử dụng bằng cái con mắt để thấy nữa. Đây là cái mà cái đầu tiên để chúng ta bắt đầu sử dụng cái thông của căn. Thì khi mà chúng ta đã bắt đầu nói tới cái viên thông này, thì từ cái đợt vừa rồi chúng ta đã gặp một số vị là nói tới cái trần cảnh bên ngoài là sắc thinh hương vị xúc pháp trần, tức là cái bên ngoài. Nhưng chúng ta nên hiểu một điều là sau khi mà đã phá rút rồi á, nếu một hành giả nào thực sự phá rút được rồi thì một phen đó các vị đều thấy trần cảnh liền là không, tức là pháp bên ngoài nó vốn là không. Thì bây giờ pháp không và nhân không thì người đó mới thật sự là người phá rút. Ngược lại, người đã được phá rút rồi thì một phen họ cũng thấy pháp không và nhân không, tức là ngã và pháp đều không, như đoạn trước Đức Phật đã dạy. Vì vậy là người đó mới thực sự là thông. Như vậy trong các cái đoạn mà các vị trước lý luận về sắc viên thông rồi thanh viên thông rồi đó, tức là ý Đức Phật muốn nói điều này. Nếu như bây giờ một người một lần đã tháo được cái rút rồi mà sắc thinh hương vị xúc pháp chưa thông thì biết rằng người đó chưa xong. Thì bây giờ khi bên ngoài sáu cái trần ở bên ngoài đã thông, thì bây giờ tới cái căn của mình coi thông hay không. Nếu tên lục căn này mà mình thông được một cái nữa thì như vậy là thân và thân căn và pháp giới đều thanh tịnh, thì người đó mới gọi là viên thông hoàn toàn. Cho nên sau khi phá ở bên ngoài rồi, cái trần cảnh bên ngoài, khi mà các vị tu tập về sắc thanh hương vị xúc pháp, các vị đều thấy là nó không phải, cái sắc nó không phải do hình sắc bên ngoài, nó không phải do mắt mình thấy, nó không có ta, không có người, nó vốn là thanh tịnh. Và tất cả các căn, tất cả các trần cảnh đều vốn thanh tịnh như vậy, thì coi như là nó thông được trần rồi. Bây giờ tới căn của mình, thì Ngài A Na Luật sau khi được Đức Phật dạy cái pháp môn định á, kim cang, tức là nhạo kiến chiếu minh kim cang tam muội, tức là một cái loại định, một cái loại chánh định mà quay trở lại để sử dụng cái tánh thấy của mình, được gọi là viên thông. Thì chúng ta thường á, khi mà chúng ta chưa có ra khỏi cái căn trần thì rõ ràng là chúng ta thấy bằng mắt thôi. Nếu như chúng ta tu tập tốt để chúng ta quay về, chúng ta không sử dụng con mắt và chúng ta tu theo cái định giống như Ngài A Na Luật ở đây, tức là quay lại để sử dụng cái tánh thấy, sử dụng toàn bộ tánh thấy để chúng ta nhận biết được cái hình sắc bên ngoài. Và khi nào mà chúng ta không còn dùng con mắt mà tự động chúng ta thấy được tất cả mọi điều, thì lúc đó là chúng ta sẽ chứng được cái tâm muội giống như Ngài A Na Luật ở đây là nhạo kiến chiếu minh kim cang, tức là chúng ta đạt được cái định.
Và đến một lúc nào đó tất cả những hành giả công phu tu tập á, là sẽ đạt được một cái định. Lúc đó chúng ta ở trong định là chúng ta hoàn toàn vượt ra ngoài thân căn một lần, thì tất cả những cái pháp trên thế gian này được mình thấy rõ. Và như Ngài A La Luật nói là thứ nhất là Ngài đã thấy mười phương, tức là mười phương pháp giới này mà Ngài thấy rõ như là Ngài đang thấy một cái bàn trước mặt chúng ta như vậy. Thì lúc đó coi như chúng ta thông được cái nhãn căn, thông được nhãn căn. Còn nếu như chúng ta công phu mà chưa được một lần như vậy thì nhãn căn chưa thông. Đây là điều mà chúng ta để vừa học các vị này, vừa soi lại cái thấy nhìn của mình. Vì vậy mà đối với đạo Phật không phải nói trên cái lý luận, không phải nói trên lý luận nữa. Hành giả nào công phu mà chưa có một cái lần không dùng mắt mà thấy tất cả pháp trần, chưa có một lần như vậy thì biết rằng lục căn chúng ta chưa thông. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Và nếu như mà những giai đoạn thiền định của chúng ta, chúng ta đạt đến một cái đoạn chúng ta không sử dụng căn để thấy trần, và lúc đó là lúc mà thân căn chúng ta, như trong tất cả các đoạn trước chúng ta nói là thân căn chúng ta đều phải biến thành không thực sự, tức là lúc đó không hoàn toàn thân và không hoàn toàn tâm. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy bằng cái thấy của không thân tâm. Lúc đó là khắp pháp giới mười phương sẽ được chúng ta nhận biết. Và kế một cái vị kế tiếp là ông Châu Lợi Bằng Đạch, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật mà bạch Phật rằng: do con thiếu trì tụng, không có tuệ căn, ban đầu được gặp Phật nghe pháp xuất gia, con cố nhớ một câu kệ của Như Lai, xong trong 100 ngày, hễ nhớ trước thì quên sau, nhớ sau thì quên trước. Phật thương xót con ngu muội mới dạy con pháp an cư, điều hòa hơi thở ra vào. Khi con quán hơi thở cùng tột các tướng, chinh, trụ, dị, diệt, nhỏ nhiệm từng sát na, tâm con rỗng suốt được đại vô ngại, cho đến hết các lậu thành quả A-la-hán. Ở dưới tòa của Phật được Phật ấn thành quả vô học. Nay Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của con xoay hơi thở trở về tính không là bậc nhất. Chúng ta thấy mỗi vị chứng một cách. Vị A La Luật này, nếu mà chúng ta nói căn cơ của chúng ta chậm lục á, thì cũng ít có người nào chậm lục được như Ngài A La Luật. Tức là trong cái suốt 100 ngày khi mà xuất gia gặp Phật rồi á, thì Ngài nói là cái nhân của quá khứ á, là do thiếu cái sự trì tụng kinh điển. Thật ra trong kinh nói là người nào mà thường xuyên tụng kinh Phật thì sẽ có một cái nhân gì? Rồi đời sau mình sanh ra mình sẽ được thông minh và có cái sự hiểu biết, có trí tuệ. Thì Ngài A La Luật, Ngài Châu Lợi Bằng Đạch này, Ngài không có do nhiều đời nhiều kiếp tu mà không có tụng kinh. Cho nên đời này Ngài dốt đến mức độ là Đức Phật dạy một câu thì nhớ một câu đó, nếu mà dạy tới câu thứ hai thì sẽ quên câu thứ nhất. Ngài muốn nhớ lại câu thứ nhất thì không có cách nào nhớ được, nhiều ngày như vậy rồi. Nên là học kinh điển hoặc là nghe một thời giảng của Đức Phật thì cuối cùng nhớ một câu chót à. Mấy câu trước quên hết. Nghe một thời từ đầu tới cuối không nhớ gì hết, chỉ nhớ một câu cuối cùng thôi. Thì Đức Phật mới thương xót dạy Ngài cách điều hòa hơi thở. Và ở đây chúng ta thấy một điều đặc biệt của người xưa, sau khi mà gặp Phật hoặc là gặp chân lý á, thì người ta đi thẳng vào công phu tu hành. Nó khác với mình bây giờ. Mình bây giờ thì quá nhiều kiến thức rồi, có những người có khả năng hiểu biết giảng thuyết nữa, nhưng mà nói về công phu là gần như rất là hiếm có. Chúng ta phải thấy như vậy. Còn các vị xưa không có chuyện này. Khi đến Đức Phật, sau khi đảnh lễ Đức Phật xong rồi á, Đức Phật nói một câu gì là sống chết với câu đó cả đời, không có làm cái chuyện thứ hai. Đó là cái thể hiện cái sự tu tập của các vị tu sĩ cũng như là cư sĩ trong cái thời Đức Phật có một cái điều khác với chính mình bây giờ. Có những người lý luận tại sao trong cái thời Đức Phật nhiều người chứng đạo quá mà thời mình lại không có. Thì tôi nói là nên xét lại mình cái này. Không? Cái điều thứ nhất là khi mà Đức Phật thành Phật
Thì Đức Phật đã nhiều đời nhiều kiếp tu tập, là mỗi một cái đời Đức Phật cũng giáo hóa hàng hà sa số những cái vị Phật tử cũng như tăng ni cứ theo mình tu từ đời này kiếp nọ, đời này kiếp nọ, cho tới khi Đức Phật thành Phật thì các vị này gần như căn cơ đã thuần thục. Nguyên nhân đó mà các vị chứng của đạo nhiều, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta đọc lại lịch sử, chúng ta sẽ thấy là không có cái vị nào mà học để lý luận lung tung hết, không có. Tới gặp Đức Phật chỉ pháp nào tu pháp đó thôi à, và sống chết cái pháp đó chứ không bao giờ buông lời nha. Đây là một điều đặc biệt các vị thánh đệ tử của Đức Phật. Đức Phật dạy là thực hiện liền, và thực hiện cho tới khi nào chứng thánh quả mới dừng. Còn không chứng thánh quả là sống chết với công phu này, không có một phút chốc buông lời. Đó là cái cách tu tập của người xưa. Do vậy người xưa mới có thể chứng đạo được. Còn mình bây giờ mình học nhiều quá, không học quá nhiều, có khi ông thầy dạy rồi tu ít bữa là thấy tu không vô, nên là sẽ đổi pháp khác. Thế tôi bây giờ đổi pháp khác, vị thầy này dạy thấy không có được, đổi thầy kia vân vân. Hoặc là khi mà chúng ta đang sử dụng công phu, mình cũng không đủ cái quyết liệt để sống chết với công phu mà mình đang có. Rồi mình buông lơi, mình thả lỏng một thời gian, cái công phu mình nó nhạt đi, và bắt đầu mình lại đi tìm cái khác để thỏa mãn. Tức là tìm một sự thỏa mãn trên tâm thức thì nhiều hơn là tìm cái pháp tu để phá vỡ chính mình. Do vậy mà cái người chứng đạo trong thời này rất ít, thời này rất là ít có người có thể mà nói tới cái chuyện công phu quyết liệt để bỏ cả cái thân mạng mình về Phật Pháp một lần, điều đó rất là hiếm có. Ở đây ngày Châu Lợi Bằng Đặt, tức là ngày dốt đến cái độ mà không có chữ nghĩa trong đầu, thì cũng là một cái điều rất là hay, tức là quên hết mọi điều để tâm mình nó được rỗng lặng, muốn nhớ nhớ không được, thành ra cái kiến thức của cái người này hoàn toàn không có, mà chỉ có công phu thôi. Như vậy là ngày Châu Lợi Bằng Đặt được Đức Phật dạy quán hơi thở, nhưng mà đặc biệt là ngày quán cái tướng sinh trụ dị diệt rất là nhỏ nhiệm và xảy ra trong từng sát na nơi tâm. Đây cũng là một cách công phu mà nếu bất kỳ một hành giả nào sử dụng công phu tu tập này, và nhất là sử dụng công phu hơi thở. Hơi thở là cái gì? Nó gắn với cái sinh mạng mình. Mình còn hít vào, còn thở ra thì biết rằng cái sinh mạng này còn tồn tại, đúng không? Nhưng mà hít vào, không thở ra, hoặc là thở ra mà không hít vào là biết là mình sẽ không còn tồn tại trong thế gian này nữa. Vì Đức Phật chỉ một cái người mà hoàn toàn không biết chữ gì hết sử dụng công phu này. Thì ngày Châu Lợi Bằng Đặt, ngày quán hơi thở á, ở đây quý vị có khi nào mà chúng ta bắt đầu tập ngồi thiền để chúng ta sử dụng cái cách quán hơi thở này thì chúng ta thử nha. Bây giờ chúng ta nói để quý vị có thể theo cái cách của ngài Châu Lợi Bằng Đặt tu. Đây cũng là một trong những cách rất là chuyên môn. Khi chúng ta sử dụng hơi thở ra vào á, mà theo tinh thần của tứ niệm xứ, thì khi chúng ta hít vào chúng ta tuệ tri mình đang hít vào, khi chúng ta thở ra thì chúng ta tuệ tri mình đang thở ra. Và như trong băng tứ niệm xứ chúng tôi nói là chỉ tuệ tri thuần khiết thôi, chứ chúng ta không thiêu không bớt nha. Chúng ta cố gắng sử dụng được công phu này, tại vì tất cả những người tu Phật mà muốn đi sâu vào thiền định để phá vỡ ngã chấp và pháp chấp của chính mình thì buộc phải qua cái nền tảng căn bản của tứ niệm xứ. Và muốn qua nền tảng căn bản của tứ niệm xứ thì phải qua được cái căn bản của hơi thở này. Ở trong băng tứ niệm xứ chúng tôi giảng hồi trước đó, chúng tôi nói là Đức Phật chỉ sử dụng hai chữ tuệ tri mà thôi, chứ Đức Phật không dạy mình thêm cái điều gì nha. Chúng ta nên nhớ điều này. Do đó tất cả những người mà sử dụng công phu thiền tứ niệm xứ mà không nhận rõ được cái tuệ tri á, thì người đó sẽ không đạt được công phu sâu như Đức Phật muốn nói, và không thể vượt thoát sinh tử luân hồi. Do vậy những người mà muốn có cái nền tảng căn bản về thiền học, về nội tâm, và nhất là đi sâu vào công phu thiền định á, thì phải nắm vững thiền tứ niệm xứ, và điều căn bản là phải nắm vững về cái hơi thở này. Vì vậy cái cách đầu tiên trong cái thô nhất là chúng ta chỉ tuệ tri hơi thở vào và tuệ tri hơi thở ra thôi. Cái điều này ở đây chúng ta có thể làm được rồi, không? Ngồi ngay tại đây, khi chúng ta hít vào thì chúng ta rõ biết hơi thở đang vào. Tuệ tri chúng ta có thể dịch tiếng Việt của mình là rõ biết, chúng ta đang rõ biết.
Thì khi chúng ta thở ra, chúng ta đang rõ biết hơi thở mình đang ra, và chỉ rõ biết đó thôi, không được thêm bất kỳ cái gì. Cái sự rõ biết này nó là một cái gì đang hiện hữu, để nó đang rõ biết cả thân lẫn tâm của mình đang hiện hữu này. Thì chúng ta mới bắt đầu thấy cái thiền tứ niệm xứ đang rõ biết không phải là hơi thở nữa. Đang rõ biết không phải là thân bất tịnh, không phải là tâm vô thường, không phải là pháp vô ngã, không phải là thọ thị khổ, mà nó rõ biết cái thân này đang ngồi đó và đang có hơi thở vào ra. Thì toàn thân từ trên đầu cho tới chân đang được cái biết nó rõ, và trong toàn thân này đang có hơi ra và hơi vào, chứ không phải biết riêng của thân và cũng không phải biết riêng của tâm, cũng không phải biết riêng hơi thở. Điều này là chúng ta nên để ý. Cho nên những người mà dạy công phu, dạy người ta chỉ biết hơi thở thôi, chỉ tập trung vào đây để biết hơi thở và chỉ thấy hơi thở vào, hơi thở ra, thì đó cũng là một cách để chúng ta trụ tâm. Nhưng mà như vậy nó sẽ không có một cái thấy trọn vẹn trong công phu, khiến chúng ta sẽ có cái lầm lẫn khi đi vào thiền định. Thật ra nếu ai bắt đầu sử dụng công phu hơi thở thì chúng ta nên bắt đầu sau những cái tư thế ngồi kiết già bán già cho mình. Khi mình chỉnh đốn xong xuôi rồi á, thì chúng ta thả lỏng toàn thân tâm, không được trụ ở bất kỳ nơi nào, không trụ ở thân cũng không trụ ở tâm. Chúng ta thả lỏng hoàn toàn. Ở đây chúng ta thử đi, chúng ta bắt đầu thả lỏng hoàn toàn thân tâm của mình, để thân mình bắt đầu nhẹ rỗng đi. Chúng ta nghe cảm giác là từ nguyên cái thân ở phần trên của mình là gần như không có cái chỗ nào nó còn bị vướng, bị ứ trệ hết. Chúng ta thả lỏng hoàn toàn như vậy. Và cái rõ biết bắt đầu, nó đang rõ biết tất cả những cái cử động rất nhỏ của thân này, trong đó có hơi thở, chứ không phải là tập trung vào hơi thở. Chúng ta nên nhớ cái nền tảng căn bản này, đừng bao giờ tập trung vào hơi thở. Rõ biết toàn thân tâm, thì như vậy là lúc đó tâm chúng ta có nhớ nghĩ điều gì, chúng ta cũng rõ biết, chứ không phải là quán tâm vô thường giống như các pháp tu khác ở tứ niệm xứ ở các nơi. Và tất cả những cái động dụng bên ngoài, âm thanh, hình sắc, tất cả mọi điều, mùi vị hay là nóng nực gì, tất cả những cái đó đều được mình biết thêm một cái nữa, gọi là biết pháp. Và các pháp này chỉ được mình biết thôi, chứ không có cần vô ngã hay có ngã gì, cái chuyện đó không cần bàn tới. Và lúc này cái cảm nhận nóng lạnh để cho cơ thể mình nó dễ chịu, khó chịu, hoặc là những cái ý niệm mà mình buồn, hoặc ý niệm mình thương, mình giận, mình ghét ai nó xảy ra, có nghĩa là cái thọ của mình, cái thọ có thân tâm xảy ra lúc này, cũng được chúng ta tuệ tri một cách thuần khiết. Chúng tôi nói tuệ tri một cách thuần khiết có nghĩa là chúng ta không được đánh giá, phê phán, bình phẩm, không có. Nhưng cái tuệ tri này không phải là từ nãy mình tri, tức là mình rõ cái thân rồi qua mình qua bước một bước nữa mình rõ cái tâm, không phải qua một bước nữa mình rõ cái pháp, không phải mình qua một bước kế tiếp là rõ cái thọ, mà thân, thọ, tâm và pháp lúc này đang được mình rõ biết một lượt, và trong đó có hơi thở. Thật ra hơi thở không phải là cái tối quan trọng trong lúc hành giả đang công phu. Nhưng bây giờ chúng ta bắt đầu đi sâu vào trong hơi thở. Nãy giờ nếu ví dụ như chúng ngồi đây là chúng ta đang thiền như vậy, thì giờ bắt đầu chúng ta đi sâu vào hơi thở mình. Thì khi mà chúng ta hít vào, đầu hơi thở, vừa hít vào đầu hơi thở là chúng ta biết bắt đầu có cái hơi đi vào ở cái đầu hơi thở, rồi cho tới một phần ngàn cái hơi thở đó đi vào, thấy chưa? Tới 2 phần ngàn, tới 3 phần ngàn, tới 4 phần ngàn, tới 5 phần ngàn, cho tới 10 phần ngàn, cho tới 100 phần ngàn, cho tới 200 phần ngàn, tới 500 phần ngàn hơi thở đi vào, chúng ta đều rõ biết tinh tế từng cái khoảnh khắc nhỏ nhiệm của hơi đang vào. Chúng ta phải tinh tế chỗ này nha. Thì mình sẽ thấy rằng không phải là mình thở nguyên một hơi là một hơi vào, không có chuyện đó nữa. Mà càng thấy tinh tế hơi thở chừng nào thì người đó càng lắng sâu trong định nhiều chừng đó. Ví dụ như bây giờ mình đang thấy hơi thở vào đầu hơi thở, rồi thấy 1/4 hơi thở, rồi thấy nửa hơi thở, rồi thấy 3/4 hơi thở, và thấy hết hơi thở đang vào. Thì như vậy là quá thô rồi đúng không? Nếu người nào được phân chẻ ra mỏng hơn để thấy từng ly từng tí của cái hơi đang vào là 1% hơi, thì vậy là tâm chúng ta bắt đầu nó lắng hơn là hồi nãy thấy 1/4. Thì vậy là chúng ta thấy 1/1000 của hơi thở, thì những cái khoảnh khắc rất là nhỏ nhiệm của cái hơi đang vào của chính mình
mình điều rõ thông nó, không lầm lẫn từng mãi may nhỏ nhiệm. Thì ở chỗ này như Ngài Châu Lợi Bằng Đặt thì Ngài nói sao? Ngài nói Ngài thấy cái tướng chinh trụ dị diệt nhỏ nhiệm từng sát na một của hơi thở, và như vậy là tâm rỗng suốt vô ngại tự tại là đạt được định. Thật ra chỉ cần một hơi thở người ta có thể chứng thánh quả liền tức khắc, như Ngài Châu Lợi Bằng Đặt. Không biết chữ nào, bây giờ mình không có cần phải hiểu thông cái gì hết, nhưng mà mình thông được hơi thở của chính mình thì người này đủ khả năng để chứng thánh quả. Trong tất cả cái quán hồi nãy á, thì rất là khó cho rất là nhiều người tu tập, cho nên là trong cái mấy cái viên thông trước chúng tôi không bàn nhiều. Nhưng ở đây nó dính tới công phu của tất cả những người bắt đầu tu thiền, thành ra chúng ta phải để ý cái chuyện hơi thở này. Và như vậy á, chúng ta thấy một cái điều rất kỳ lạ. Ban đầu chúng ta bắt đầu nói chuyện ngồi thiền, bắt đầu nói chuyện công phu, ban đầu chúng ta mới vào á thì hơi thở nó còn thô, và mình có một cái cảm nhận á, khi cái hơi đi vào thì nó sẽ chạm lỗ mũi mình như thế nào, nó đi theo cái đường khí quản nó ra làm sao, nó là ảnh hưởng tới khí quản rồi nó đi sâu vào cái hơi thở của mình. Nhưng mà mình không phải mình quán như vậy, không cần phải quán để theo dõi như vậy. Nhưng mà do cái sự rõ biết toàn thân, vì vậy mà tất cả những cái khí nó đi vào như thế nào mình rõ biết nó như thế đó, nó đi tới đâu mình rõ biết tới đó, chứ không phải là theo hơi thở. Có nghĩa là hít vô tới đâu thì mình biết tới đó, hít vô tới đâu mình biết tới đó, là mình chú ý để theo hơi thở là một sự sai lầm. Cho nên cái lục diệu pháp môn á, của Ngài Trí Khải Đại Sư dạy là sổ tức và tùy tức. Và cái tùy tức này rất là nhiều người lầm, là hít vào theo hơi thở vào, thở ra theo hơi thở ra, là những người đó không có công phu, là chỉ theo trên mặt lý luận mà dạy lại người sao thôi. Nhưng mà thực sự không phải theo có nghĩa là sự chú ý và tập trung vào hơi thở đi đâu mình biết đó, không phải như vậy. Mà cái biết mình nó đã biết khắp toàn thân rồi. Chúng ta nên biết trở lại điều này, để mà khi ai đã sử dụng hơi thở đi vào công phu là chúng ta phải biết. Do cái biết mình nó biết khắp toàn thân rồi, cho nên cái sự cảm nhận tinh tế từng nơi ở trong khí quản của mình, khi khí thở vào chúng ta phải nhận cho ra cái khí đó, từ cái khí bên ngoài nó như thế nào, nó vào lỗ mũi như mình, nó đi thế nào, đào sâu một chút nó như thế nào, là mình rõ biết không lầm lẫn, rõ biết một cách thuần khiết không lầm lẫn đó. Thì những cái sự tinh tế đi vào cho tới khi nào mà chúng ta, cái cơ thể chúng ta không còn có khả năng hít vào nữa. Và khi á, khí đi vào thì nó sẽ đi, nó sẽ theo đường khí quản của mình, rồi nó vào phổi, nó tràn đầy phổi như thế nào, để nó cung cấp cái khí oxy ra làm sao, bắt đầu nó hấp thu CO2 nó đi ra như thế nào, lúc đó chúng ta phải rõ thông từng mãi mai một. Ở đây chúng ta nói có khí vào trước, thì từng khoảnh khắc rất nhỏ nhiệm, như ở đây Ngài Châu Lợi Bằng Đặt này nói là như từng sát na một hơi thở đi vào phải rõ thông, rõ thôi, rõ thôi, rõ 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 từng ly từng tí, từng mãi mai một của hơi thở đang vào, cho tới được hơn nửa hơi thở rồi những cái tinh tế đi vào thêm thêm thêm, cho tới lúc mà chúng ta hít đầy hơi, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái khoảng ngắt, ai bắt đầu tu thiền chúng ta phải thấy được cái này nè, cái khoảng ngắt của cái hơi vào nha. Khi chúng ta hít hơi vào thì nó vừa có cái khoảng ngắt đó, cái này nó thô lắm, nếu mà chúng ta không thấy được này thì rất là khó vô định. Thì vậy là cái khoảng ngắt của cái hơi vào á, nó vừa hết cái nó dừng lại. Dừng lại chúng ta mới thấy toàn thân chúng ta có một cái sự chuyển động để đẩy hơi ra. Chứ không phải như mình đó, mình thấy hơi vào hơi ra mình thấy quá là thô đúng không? Mình không thấy sâu vào hơi thở đâu. Nhưng mà khi hơi thở vừa dứt chúng ta phải thấy có một khoảng ngắt lạ lắm. Giống như bây giờ mình dặn cái quanh rồi vừa đầy cái xô của mình khóa lại một cái. Khóa lại một cái. Thì vậy là ngang đó hơi không còn vào nữa. Nhưng mà tận sâu bên trong cái thân chúng ta có một sự chuyển động để đẩy hơi ra trước nha. Nó có một cái nhịp thứ hai là chuyển động để đẩy ra. Thì toàn thân chuyển động để bắt đầu đẩy hơi ra từng ly từng tí, giống như nãy giờ mình nói. Đó là chúng ta phải thấy được cái thì thứ hai của hơi thở là chuyển động, chứ không phải là cái dừng đâu. Cho nên nếu mà người nào mà công phu không thấy được cái này là khó vô định lắm. Trước mắt là chúng ta phải rõ hơi thở mình cái đã, chứ chưa nói cái chuyện tâm. Nói cái chuyện tâm là nó còn xa lắm. Thì vậy là chúng ta sẽ thấy tường tận cái hơi nó vào đến mức độ tận cùng của nó, xong nó ngắt một cái. Nó ngắt một cái bắt đầu nó chuyển để nó đẩy hơi ra, thì từng ly từng tí của hơi ra chúng ta phải rõ thầm.
Đó thì mốt mà chúng ta bắt đầu vô cái khóa thiền tứ niệm xứ là chúng ta phải thực hiện công phu này. Chúng ta phải thực hiện cho được công phu này thì mới nói chuyện tu tứ niệm xứ, chứ không thì thôi khó lắm, đừng có nói chuyện tu tứ niệm xứ cho đạt. Đó thì vậy là cái khoảng ngắt đó nó sẽ vận hành, nó vận chuyển cơ thể để nó đẩy ngược cái khí đi theo đường khí quản đi ngược trở ra. Và lúc đó, đó khi mà hơi thở chúng ta nó làm việc là nó hít khí vào, là một cái sự sàng lọc một cách tinh tế của cơ thể đó, nó hấp thu trọn vẹn cái khí oxy đưa vào. Và cái khoảng ngắt đó nó vận hành để nó chắc lọc, nó nhận khí oxy và một số khí khác để bù đắp cho những cái hao hụt khí ở trong cơ thể. Và nó lại lấy những cái khí thừa, và nhất là CO2 bắt đầu nó sẽ chuyển vận, nó đẩy CO2 ngược ra. Thì đó là chuyện làm cơ thể mà nó cần bàn, không cần phân tích khoa học. Nhưng mình muốn nói đây là cái chỗ công phu. Thì khi mà toàn thân bắt đầu nó vận hành, có nghĩa là nó sẽ làm rất là nhanh, khi cái khí vào cơ thể đi tới đâu là cơ thể làm việc liền, hấp thụ khí oxy, thải ra CO2 thì theo cái đường đó. Và khi cơ thể vận hành là nó gom đủ tất cả khí CO2 để đưa vào cái khí quản, và bắt đầu từ đó nó tống CO2 ra. Rất là lạ. Mà cái chuyện làm việc này chúng tôi nghĩ là rất là khó có một cái máy nào mà có khả năng khủng khiếp như thế. Càng nói về cơ thể mình càng mới thấy nó là một cái gì rất là huyền diệu. Chỉ cần tông tích tắc thôi, cái khí nó vừa vào khỏi cái lỗ mũi mình đi vào cơ thể là lúc đó là ảnh tính toán, ảnh sàng lọc, ảnh chọn lựa, ảnh hấp thu liền tức khắc. Hấp thu CO2, hấp thu khí nitơ, carbon gì đó, nó hấp thu một cách rất là nhanh chóng. Và từ những cái hấp thu đó nó tràn ngập để nó thảy cái khí thừa, khí trượt ngược trở ra. Là nó làm việc cũng rất nhanh chóng, để nó gom hết các khí đưa vô đường khí quản để đi ra ngoài. Thì điều này là một điều rất là khủng khiếp của cơ thể, mà chúng tôi nghĩ là chưa có cái máy nào có cái khả năng lọc khí nhanh như cơ thể chúng ta. Phải nói như vậy. Và từng tế bào một được hấp thu trọn vẹn cái dưỡng khí được đưa từ bên ngoài vào một cách rất là nhanh chóng, nhanh mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Tự nhiên một cái tế bào rất là tinh tế nằm đâu ở cái vùng cổ, vùng ngực, vùng bụng mình gì đâu đó, được khí vào là bắt đầu nó tiếp nhận được oxy liền, và ngay tức khắc nó đẩy khí trượt ra và đưa tới đường khí quản để tống ra ngoài. Vì vậy là khi mà toàn bộ cơ thể chúng ta vận hành để chuẩn bị tống khí trượt ra, có nghĩa là gần như tất cả tế bào đều được bóp nén để đẩy cái khí không cần thiết ra khỏi mình và ép vào đường khí quản để đi ra. Thì lúc đó cơ thể chúng ta cũng phải nhận biết được cái vận hành này để nó chắt lọc những khí trượt đưa ra bên ngoài. Và từng cái khoảnh khắc mà hơi thở chúng ta được ép để đưa ra cái khí trượt ra ngoài á, thì chúng ta phải rõ biết nó từng ly từng tí cái này nữa. Bây giờ tới vừa chuyển vận đó xong thì cơ thể bắt đầu đưa khí ra ngoài. Thì chúng ta phải thấy từng cái khoảnh khắc chuyển vận nhỏ để đưa khí ngược ra, giống như là từng khoảnh khắc nhỏ hồi nãy đưa khí vào cơ thể của mình. Như vậy là khí bắt đầu nó được đẩy ra bên ngoài, thì chúng ta cũng phải nhận biết từng khoảnh khắc rất nhỏ nhiệm của nó khi đang công phu. Thật ra chúng ta thấy cái chuyện học Phật, cái trí tuệ của người học Phật không đơn giản. Chúng ta nghĩ là những người tu thường lắm, nhưng mà nếu mà chúng ta đi vào công phu rồi mới thấy cái trí tuệ để chúng ta thấy từng mãi mai rất nhỏ nhiệm của khí thở, mình mới thấy máy móc chưa chắc chịu nổi cái điều này. Máy móc khoa học bây giờ chưa chắc chịu nổi với cái trí tuệ mà phải nói là tinh tế, nhạy bén và sáng suốt của chính mình. Vì vậy là từng ly từng tí của cái khí thở ra chúng ta nhận biết một cách rất rõ ràng, tường tận như vậy. Và lúc này á, chúng ta chỉ có một cái là rõ biết một cách thuần khiết mà thôi. Như vậy là khi chúng ta vừa thở ra, chúng ta nhận biết, rồi một khoảnh khắc một phần triệu của hơi thở ra chúng ta vẫn biết, hai phần triệu xảy ra chúng ta vẫn biết. Cho nên cái rõ thông chúng ta là liên tục rõ biết từng khoảnh khắc của hơi thở thở ra. Nhưng ở đây chúng ta nói lại là không phải tập trung để có thể nhận biết hơi thở ra, mà vì cái biết chúng ta đang hiện đó. Thật ra hơi thở nó đang hiện trong cái rõ biết của mình, thành ra không có một cái khoảnh khắc nào mà mình không rõ thông nó là đúng. Chỗ này có một chút tập trung là sai.
À, nếu mà chúng ta nãy giờ chúng ta sử dụng hơi thở là chúng ta đi theo cái kiểu đó, phải không? Nãy giờ nếu mà chúng ta đang công phu như cái kiểu đó thì chúng ta phải thấy được điều này. Và cũng như hồi nãy như vậy, khi mà chúng ta đã thở hết rồi thì toàn bộ cơ thể nó có một cái khoảnh khắc ngắt đó, và khoảnh khắc ngắt đó tất cả những tế bào gần như thiếu oxy để thở, cho nên nó vận chuyển để nó chuẩn bị hấp thu dưỡng khí từ bên ngoài vào nữa. Thì một khoảng ngắt rồi bắt đầu tiếp tục cơ thể nó vận chuyển để hít hơi thở vào. Thì lúc ngắt đó chúng ta phải thấy, cái khoảng ngắt đó là mình phải thấy khi mình thở hết hơi, phải thấy một cách rõ ràng nha. Giống như cái dây đang chạy, dây chạy đây bị cắt một cái rồi mới là dây mới cắt một cái. Tức là phải nhận được cái khoảng ngắt của hơi ra. Và khi nhận được cái khoảng ngắt của hơi ra thì chúng ta phải thấy rằng cái vận hành để hấp thu vào chúng ta cũng phải nhận được. Như vậy là nói tới hơi thở là chúng ta phải biết tinh tế nhỏ nhiệm được như vậy á, thì mới rõ thông được mình. Đó là một chút, một chút gọi là thiền tứ niệm xứ. Nếu mà chúng ta không có công phu được như vậy thì rất khó vào định. Đó là vấn đề, chưa nói tới cái bắt đầu cái khí nó từ thô tới tế. Chúng ta thấy là cái khí thở của mình và cái dao động của tâm thức. Bây giờ bắt đầu chúng ta nói tiếp nè. Khi mà mình thở còn mạnh á thì cái rung động não bộ này nó còn rung động mạnh, cho nên nó phát sóng nhiều nha. Khi khí thở bắt đầu thông, nếu mà mình thở thông, mình ngồi mà cơ thể mình nó thông thì hơi thở từ từ nó sẽ nhẹ. Và khi hơi thở nhẹ thì cái rung động để phát sóng trên não bộ nó bắt đầu lưa thưa ra. Hơi thở nhẹ chút nữa thì cái phát sóng này nó càng ít phát sóng hơn, tức là ít ý niệm hơn. Hơi thở càng nhẹ chừng nào thì cái vọng động càng ít chừng đó, càng thưa dần chừng đó, càng mỏng manh chừng đó, càng nhỏ nhiệm chừng đó. Như vậy là khi đầu chúng ta thấy nguyên hơi thở là một cái khối xám đi vào, một luồng khối xám đi vào. Nhưng lần lần cái nguồn khối xám này nó không phải ùng ùng nữa, mà khối xám này bắt đầu nó mỏng từ từ. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng là cái khối đi vào, cái khí đi vào, những phân tử khí nó lúc đầu nó dày lắm là lý do mình đã hít nhiều, hít mạnh. Thì bây giờ mình hít nhẹ rồi, hít tinh tế rồi, cho nên những cái phân tử khí vào ít lắm, ít lắm, cho nên chúng ta phải có cái trí nào chúng ta mới đủ thấy rằng những cái khí này đi vào bắt đầu nó mong manh hơn hồi nãy. Càng lúc càng mong manh hơn, có nghĩa là hơi thở chúng ta càng lúc càng nhẹ hơn. Hơi thở càng lúc càng nhẹ hơn có nghĩa là thân chúng ta càng đang thông nhiều hơn. Thân thông thì hơi thở mới nhẹ. Dù chúng ta có cố gắng thở nhẹ đi nhưng mà thân mình không thông thì hơi thở không nhẹ. Rồi chúng ta mới thấy rằng cái việc tu tập là thân, tâm và khí thở lúc này nó hòa quyện thành một. Hòa quyện thành một để đi vào công phu. Vì vậy là nếu chúng ta ngồi đúng tư thế thì thân chúng ta bắt đầu mở rộng, nó thông ra. Mà khi thân thông là hơi thở bắt đầu nó nhẹ. Và chúng ta càng thông chừng nào thì hơi thở càng nhẹ chừng đó, càng tinh tế chừng đó, cho tới khi mà cái thân chúng ta hoàn toàn thông rồi. Có nghĩa là cái cơ thể chúng ta mặc dù đang ngồi đây, nhưng mà với chúng tôi hôm trước có dùng một cái từ y học đó, gọi là nhân thiên địa và nhân giao hòa với nhau. Là thân chúng ta đã mở rộng hoàn toàn, chúng ta không còn cách biệt với cái khí bên ngoài, tức là khí trời và khí đất và khí của mình. Nó không còn cách biệt nữa mà nó đã bắt đầu giao thoa. Thì thân chúng ta đã rã rỗng rồi thì cái hấp thu đó nó không còn từ lỗ mũi nữa. Lỗ mũi nó chỉ là một cái điểm nhỏ của toàn thân thôi. Thì như vậy là toàn thân chúng ta rã lỏng ra để bắt đầu nó tự hấp thu của tất cả các lỗ chân lông và tế bào của chính mình. Do đó lúc đó mình cứ nghĩ rằng cái hơi thở vào mình cứ hấp thu được khí và cơ thể mình mới trao đổi được dưỡng khí và cứ thải cái trực khí ra bên ngoài. Nhưng không có, khi chúng ta công phu sâu rồi, toàn thân chúng ta rã lỏng rồi thì cái khí này bắt đầu nó nhỏ nhiệm. Nhỏ nhiệm đến mức độ nó tinh tế gần như tắt khí thở. Nhưng mà lúc này cơ thể còn thở không? Còn. Theo nguyên tắc bình thường của y học thì hít vào 170 hơi, toàn thân thở ra một lần. Và khi chúng ta thở ra 170 hơi thì toàn thân chúng ta hấp thu khí vào một lần. Đó là cái nhìn của khoa học như vậy.
Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói tới khi mà chúng ta công phu đến mức độ sâu một chút để đi vào thiền định, thì bắt buộc điều này phải xảy ra là thân chúng ta phải rã lỏng, để hơi thở càng lúc càng tinh tế, mà không phải là do mình cố làm cho hơi thở chậm nha. Điều này không phải nha. Đi vào công phu không cố gượng ép để làm cho hơi thở chậm lại. Chúng ta thở rất tự nhiên, nhưng mà càng lúc càng phải thông, để cho thân chúng ta thông và hơi thở tự nhiên nó lắng động từ từ. Hơi thở tự nhiên nó chậm lại từ từ, hơi thở tự nhiên nó nhẹ lại từ từ, hơi thở tự nhiên nó mong manh nhỏ nhiệm từ từ. Thì vậy là cái nguồn khí đi vào cơ thể chúng ta bắt đầu nó không phải là một cuồn cuộn nữa, mà bắt đầu nó mong mong manh manh, nó nhỏ nhỏ nhiệm nhiệm, cho tới nó nhỏ hơn một cái đường tơ kẻ tóc của mình. Nhưng mà không phải là chúng ta thấy rõ như một cái đường cộng tóc đi vào đâu. Nó mong manh, nó được kết nối để hàng loạt những cái phân tử khí, nó kết nối khoảng cách 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 đi vào cái lỗ mũi của mình. Chúng ta phải nhận rõ điều này. Và tới chừng đó rồi thì cái thân chúng ta nó rỗng dữ lắm, thông gần như chúng đó. Lúc đó chúng ta mới cảm nhận cái thân thông là như thế nào. Như vậy là tâm chúng ta lúc này muốn động, động cũng không được nữa. Tại tới cái tầng này rồi là tự động, chúng ta không có được, chúng ta không có động tâm được đâu. Tự động mọi cái nó đi vào cái sự yên tĩnh của chính nó. Như vậy là nó mong manh, cái khí thở chúng ta càng mong manh chừng nào thì tâm càng yên tĩnh và cơ thể càng thông chừng đó. Chúng ta phải kéo theo ba cái, phải không? Khí thở, thân và tâm, nó phải là ba cái này nó thành một lúc này, chứ nó không còn là hai. Thật ra khi mà công phu vẫn còn có hơi thở riêng, còn thân riêng, còn tâm riêng thì biết rằng chúng ta không đi sâu vào định được đâu. Muốn đi vào định thì chúng ta phải sử dụng bằng cái công phu này. Vì vậy là chúng ta càng lúc càng mong manh hơn, hơi thở càng mong manh và nhỏ nhiệm hơn, để đến một cái đoạn á, chúng ta thấy cái khí, cái đường khí đi vào lỗ mũi nó không còn khác với cái khí đang vận hành của khắp toàn thân này. Nó đi vào và đi ra gần như bằng nhau ha. Thì lúc đó cái khí của cơ thể đi vào lỗ mũi, đi vào các lỗ chân lông, và cái khí bên ngoài nó gần như không còn một khoảng cách nữa. Nè, lúc này mới gọi là thân tâm rỗng lặng toàn triệt để đi vào cái cảnh giới không. Đó là định. Đó, nó muốn vào định là chúng ta phải đi vào con đường này. Thật ra từ trước giờ chúng ta nói chuyện cái đâu đó chúng ta cũng phá hết, nhưng mà đã bắt đầu đi vào con đường công phu là chúng ta phải đi như vậy. Thì như vậy là khi cái khí mà chúng ta đã hòa quyện được với cái khí bên ngoài rồi á, giữa thân và cái khí bên ngoài không còn có một cái cách ngăn, cách ngại nào nữa, nó lưu thông một cách toàn triệt. Như vậy là gần như chúng ta không còn thở. Nếu sử dụng cái máy đo thì sẽ thấy cái khí của cái lỗ mũi với cái khí bên gò má không khác nhau. Cái được cơ thể nó hấp thu vào và được cơ thể nó thảy ra không có khác nhau cái gì hết. Lúc đó cơ thể chúng ta hoàn toàn rỗng và chúng ta đi sâu, rất sâu vào trong định. Lúc đó là định tuyệt đối rồi đó. Và như vậy, từ cái chỗ rỗng lặng mà không còn thân thực sự, lúc đó quý vị sẽ có một cái rõ biết là mình hoàn toàn không có thân. Lúc này là rõ biết hoàn toàn không thân. Lúc này là tương thông với pháp giới. Thì mình không phải là cái thân này nữa, và không còn là khí thở. Tan mất cái khí thở và mất mình ngay phút chốc này. Tại thân đã tan thành hư không trong khoảnh khắc đó. Đó mới gọi là thông của thân. Ai tới cảnh giới này thì mới nếm được cái hương vị thật sự của Phật Đạo là gì. Còn chưa có công phu tới đây thì chúng ta chỉ hiểu và chỉ vui khi chúng ta nhận biết được cái điều gì mà mình cảm giác nó hay theo cái kiểu mà hiểu đạo lý của mình mà thôi. Và chỗ này không còn có cái chỗ để chúng ta có thể chấp thân được khi chúng ta đến cái công phu này, mới gọi là ngã tàng biệt. Thì như vậy là tâm lúc này cũng không có còn chỗ để bám. Tại vì khi mà có thân nó sẽ có tâm bám níu, là mình sẽ nhận biết được là cái ý niệm này tốt, ý niệm kia xấu, ý niệm này thô, ý niệm nọ tế. Nên chưa có bàn tới cái chuyện công phu khác, chỉ nói tới thân thôi là đủ phá mình ra rồi. Vì vậy là trong lúc mà thân chúng ta hoàn toàn rỗng lặng và thông với bên ngoài á, tâm tự động mất. Thì quý vị sẽ có một cái phen thấy rằng cái mình đang hiện hữu á, không phải thân tâm. Thì cái hiện hữu đó nó không có ranh giới,
cả 10 phương pháp giới này là sự hiện hữu của chính mình. Đây là chuyện đặc biệt. Đó, mới bắt đầu được gọi là nhập tánh. Chừng đó mới được nói tới cái chuyện thánh phàm. Được nói tới chuyện không hiểu đạo lý và chân lý như thế nào. Lúc đó cả thân tâm đều mất. Là sự hiện hữu như hồi đầu của mình là cái toàn tri, cái hồi nãy là cái tuệ tri nhỏ nhiệm, bây giờ là cái toàn tri khắp pháp giới này. Sẽ tự động thành cái toàn tri mà không cần có một cái sự gượng ép, tại vì thân tâm mất rồi không thể gượng ép được. Chỗ này chúng ta không còn thể có thể trụ được ở đâu nữa, không có chỗ bám được ở đâu nữa, thì chúng ta mới hoàn toàn thành cái toàn tri. Thì lúc đó một hành giả đó mới biết là cái pháp giới mười phương một phen sẽ được mình rõ biết. Và rõ biết giống như là thấy cái bàn ở trước mặt mình, giống như ngày Châu Lợi Bàn Đặt đây. Đó thì như vậy là mới xong công phu của mình. Nếu mà nói đi vào con đường công phu là chúng ta phải đi qua con đường này. Chính trong kinh Tứ Niệm Xứ mà hồi trước chúng tôi đã nói, Đức Phật nói đây chỉ có con đường duy nhất để đưa tất cả chúng sanh từ lầm mê sinh tử cho tới giác ngộ giải thoát. Thì nếu người nào nghe tới kinh Tứ Niệm Xứ tu một năm, hoặc là một tháng, hoặc là một tuần, hoặc là một ngày, hoặc là trong một sát na tâm, người đó có thể chứng được thánh quả. Thành ra Tứ Niệm Xứ là một con đường độc nhất để đưa tất cả chúng sanh vượt thoát sinh tử luân hồi. Và nếu chúng ta sử dụng đúng bất kỳ cái pháp nào trong Tứ Niệm Xứ, nếu chúng ta sử dụng một cách tinh tế, chính chắn và đúng đắn, thì chúng ta cũng có thể vượt thoát sinh tử luân hồi. Trong một thời thiền, Đức Phật nói là trong một sát na thôi. Thì như vậy, cái lúc mà chúng ta không thân, không tâm, là chúng ta thấy như thật, cái thân chúng ta đã thông, chứ không phải là không nữa. Không phải là không có nghĩa là không có thân. Điều này không phải là như vậy. Đến cái khoảnh khắc đó, chúng ta mới thấy là có một cái thân đang ngồi đó, nhưng mà không phải là cái thân riêng tư nữa. Mà cái thân này nó đã hòa quyện trong vũ trụ này rồi. Đây là điều đặc biệt. Mới thấy gọi là, tới chừng đó mới gọi là thấy như thật thân. Tới chừng đó đó mới thấy như thật thân. Và lúc đó chúng ta thấy như thật tâm không phải là vô thường, mà tất cả những cái tâm, những cái động niệm ở nơi thân á, cái sự rung động để phát sóng thành ý niệm ở nơi não bộ của mình, lúc đó cái thân này nó rỗng rồi, cái sự hít thở nó không còn tạo thành cái phát sóng nữa, thì chúng ta sẽ thấy như thật tâm của mình lúc này hoàn toàn không có, không có chỗ bám. Và không có chỗ bám cho nên nó không có tác niệm được, không có đúng sai hay dở, buồn thương giận ghét ở đó nữa, mà nó là cái rỗng lặng mênh mông, thanh tịnh hiện tiền. Và tất cả pháp trần lúc đó chúng ta không nhận biết bằng căn, lúc đó không còn nhận biết bằng căn, mà phải thấy cái thiền Tứ Niệm Xứ mới đạt tới một cái đỉnh điểm khủng khiếp. Lúc đó không phải mắt thấy sắc, tai nghe tiếng nữa, mà cái tuệ tri này nhận biết tất cả các pháp trần, cho nên tất cả các pháp đều vốn vô ngã, chứ không phải là quán tất cả các pháp là vô ngã theo cái thiền Tứ Niệm Xứ mà từ trước giờ chúng ta đã học. Không phải quán, không còn cái chuyện quán nữa, mà là một sự rõ thông tất cả các pháp này mà không có ai để rõ thông hết. Sự rõ thông đó không có mình, và không phải các pháp là cái bên ngoài để mình được rõ thông, mà vì ở đâu mình cũng rõ biết hết, cho nên tất cả các pháp hiện trên cái rõ biết này không có hai. Tất cả mọi cái đều hiện cái toàn tri. Thì cái toàn tri ở khắp mọi nơi trên pháp giới mười phương này, cho nên nó đang toàn tri hiện hữu. Không có ai có thể thêm được và không ai có thể bớt được, cho nên là các pháp vốn cũng vô ngã. Và cái thọ không phải là thọ là khổ nữa. Thì vậy là trong cái lúc mà ngã được tan biến, pháp được tan biến, tức là thân, tâm và pháp được tan biến rồi, thì lúc đó nó không phải là cái cảm thọ, cảm giác của thân tâm. Cho nên thọ khổ, thọ vui, thọ không khổ, không vui lúc này cũng biến mất. Hành giả một phen không còn cái thọ của thân và tâm nữa, thì ngang đồng với cái diệt thọ tưởng định của A-la-hán. Chúng ta phải tới cảnh giới này, tất cả những cái tưởng ở nơi tâm hoàn toàn biến mất, cái cảm thọ nơi thân tâm hoàn toàn không còn nữa, mới được gọi là chứng được cái diệt thọ tưởng định, vượt qua tới cái định thứ 8 của trên con bát định đó, tới cái định tận cùng là hoàn toàn mất thân tâm, cho nên cái thọ tưởng hoàn toàn không còn nữa, chứng quả A-la-hán. Quả A-la-hán là phải đạt tới cảnh giới diệt thọ tưởng định này. Thì vậy là không có thọ được.
tẩy thân ở đâu mà thọ. Nhưng mà nếu không đi vào con đường để mà làm cho thân tâm thông để biến thành không thì chúng ta không cách nào để vượt qua được cái thọ. Thấy vậy mà cái thọ là cái cuối cùng để một hành giả có thể chứng thánh quả. Cái cảm nhận khổ vui nó đạt đến mức độ tinh tế đó. Nó khổ thì nó cũng rất là thô đúng không? Đụng chuyện cái mình khổ, đụng chuyện mình vui nó thô lắm và nó dễ nhận lắm. Nhưng mà đến cái mức độ tận cùng của nó phải vượt qua. Thế như vậy mới được gọi là chứng quả A-la-hán. Đó là mức định cuối cùng của con đường thanh văn. Thì chúng ta phải biết qua con đường này. Nó thành ra là khi mà đi vào công phu, mai kia mốt nọ chúng ta có cái duyên á, có duyên mà chúng ta bắt đầu hành thiền, thì quý vị sẽ sử dụng những công phu này. Cho nên chúng tôi nói là chúng tôi sẽ hướng dẫn cái công phu thiền tứ niệm xứ để trở lại một cái nền tảng mà Đức Phật đã dạy từ xưa giờ về thiền tứ niệm xứ, mà rất là nhiều nơi đã làm lệch đi cái điều mà Đức Phật muốn chỉ trong cái tinh thần tinh tế nhất của thiền tứ niệm xứ. Đó là cách để chúng ta dùng công. Thì rất là nhiều cửa ngõ để chúng ta đi vào thánh đạo, và hơi thở là một trong cửa ngõ dễ tu tập nhất, dễ dụng công nhất và dễ chứng quả nhất. Đó là con đường mà chúng ta phải đi. Thật ra ai mà lâu nay đã có thực hiện những cái công phu sử dụng hơi thở của các pháp môn thiền khác thì chúng ta nên bình tĩnh chiêm nghiệm lại những cái cách mà chúng tôi nói về hơi thở. Nói gì là chưa đâu. Thì đi vào công phu có thể chúng ta cả ngày này lẫn ngày kia chúng ta nói về chuyện hơi thở không thôi, không nói chuyện khác. Chứ nói vậy là ít, là gọi là tóm gọn lại. Thật ra khi mà hành giả bắt đầu sử dụng công phu hơi thở là chúng ta phải theo dõi cái hành giả đó, theo dõi cái người đang dụng công đó đi như thế nào, và sử dụng hơi thở ra làm sao, trong cái phút trước hơi thở làm sao, phút sau hơi thở làm sao, một tiếng đó hơi thở làm sao, tiếng thứ hai hơi thở làm sao, trong ngày thứ nhất đó tu tập hơi thở như thế nào, ngày thứ hai tu tập hơi thở như thế nào, trong đi đứng nằm ngồi hơi thở ra như thế nào. Thì như vậy là chúng ta mới đủ sức kiểm soát một hành giả đi vào công phu ở một cái chiều sâu của tâm linh, và muốn đạt thiền định là chúng ta phải đi bằng con đường này. Ai mà nói đi vào con đường thiền định có một con đường khác thì không bao giờ có. Chỉ trừ những cái bậc đại căn đại cơ, họ triệt ngộ để họ nhập luôn trong tự tánh, thì họ ở chỗ thường tại định, cái đó là con đường khác của thiền tông. Nhưng nếu mà đi vào con đường công phu thì dứt khoát chúng ta phải đi bằng con đường này. Đi lệch là cái chừng lệch đường của đạo Phật. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Muốn ra ngoài tam giới này thì đừng bao giờ sai những cái nền tảng căn bản mà Đức Từ Phụ đã chỉ dạy ở trong những cái bản kinh Nguyên Thủy cũng như Đại Thừa. Đến đoạn thứ 11, do thiệt căn chứng viên thông, ông Kiều Phạm Bát Đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: con mắc khẩu nghiệp thuở quá khứ, khinh rẻ chế giễu các vị sa môn, nên nhiều đời sinh ra có bệnh lưỡi giống như cái lưỡi trâu. Đức Như Lai dạy con tu pháp môn nhất vị thanh tịnh tâm địa, nhờ đó mà con diệt được tâm phân biệt vào tam ma địa, quán cái biết vị chẳng phải thân thể, chẳng phải ngoại vật, liền đó được vượt khỏi các lậu trong thế gian, bên trong giải thoát thân tâm, bên ngoài vượt khỏi thế giới, xa lìa ba cõi như chim xa ra khỏi lòng, lìa hết cấu nhiễm tiêu diệt trần tướng, nên pháp nhãn được thanh tịnh, thành quả A-la-hán. Đức Như Lai ấn chứng cho con lên bậc vô học. Nay Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của con, xoay các vị trở về tính biết, đây là bậc nhất. Nay khi mà chứng cái quả gì thì cái đó của mình là bậc nhất. Như chúng ta tu Phật thì chúng ta phải ra khỏi cái bậc nhất này. Chúng ta nên hiểu từng cái một của các vị tu chứng để coi. Có khi á, ngồi đây trong pháp hội này có người có cái duyên với một cái cách tu tập của các vị thánh ngày xưa. Không phải chúng ta đợi tới cái nhĩ căn viên thông chúng ta mới nói là đó là pháp tu chung. Nhưng mà mỗi người làm mỗi một cái căn khí riêng. Do đó trong tất cả những cái cách mà các vị thánh đã trình bày ở đây, cái nào hợp với mình tu, cái nào mà chúng ta cảm giác rằng mình có thể phù hợp, giống như cái kỳ rồi ngày Châu Lợi Bằng Đặt, mình theo cái ông thầy mà dốt không biết chữ này mình tu thấy có lẽ dễ tu. Mình hít thở thôi chứ đâu có gì đâu, mình cũng có thể chứng thánh được.
Ở đây mọi người mà bị cái quả báo, quả báo dễ sợ như vậy, là từ quá khứ gặp khi sinh ra chế diễu các vị sa môn, tức là mấy thầy tỳ kheo á, nên nhiều đời sinh ra bị cái lưỡi giống như lưỡi trâu, tức là cái lưỡi rất là xấu. Vậy là cái nhân quả rõ ràng đúng không? Mình dùng cái lưỡi, mình chế giễu, mình chê bai, mình khinh khi người khác, thì mình sẽ có một cái quả báo mà nó còn xấu hơn cái điều mình chê nữa. Đó, cho nên là ngài bị cái lưỡi rất là xấu, giống lưỡi trâu. Cho nên Đức Phật thấy thương, thấy cái nghiệp của người này, vì tạo cái nghiệp đó cho nên phải trả bằng cái nghiệp đó. Và cũng cái rút đó mà chúng ta phải phá đi thì chúng ta mới giải thoát được cái chuyện của chính mình. Cho nên cái nghiệp lưỡi thì sẽ có cái cách tu của lưỡi, tức là Đức Phật dạy là nhất vị thanh tịnh tâm địa. Tức là cái lưỡi chúng ta là nếm biết mặn, biết ngọt, biết đắng, biết chua, biết cay, biết nồng, tất cả mọi cái là cái lưỡi chúng ta sẽ nhận được. Nhưng mà ở đây Đức Phật dạy là nhất vị thanh tịnh, có nghĩa là dùng cái lưỡi của mình không phải biết nhiều vị nữa, mà trở lại nhất vị, tức là một vị thôi. Mà vị đó phải thực sự thanh tịnh, chứ không cần phải biết nhiều. Như vậy là khi mà ngài Kiều Phạm Bát Đề này bắt đầu đi vào con đường công phu tu cái lưỡi, tu cái lưỡi. Như vậy là ăn biết mùi vị không? Biết không? Không biết mùi vị là không phải. Cái pháp thì nhất vị thanh tịnh, tức là làm sao phải đạt được một cái vị duy nhất đó, nó hoàn toàn nó thanh tịnh. Và khi nó thanh tịnh thì nó biết tất cả các vị, giống như cái vị trước mà ngày Dược Vương á, biết tới 108.000 vị ở khắp thế gian này. Mình thực sự mình biết chưa có tới đâu hết á, nhưng ngày Dược Vương ngày biết tới 108 vị, 108.000 vị ở thế gian. Như vậy là ngày này bắt đầu công phu sử dụng cái lưỡi của mình, và ngày bắt đầu ngày quán cái biết vị á, nó không phải thân thể này, nó cũng không phải ngoại vật. Làm sao mà mỗi khi mình nếm được cái vị đó, không, mình nếm được cái vị đắng hoặc là cái vị ngọt hoặc là cái vị mặn gì đó, thì khi cái lưỡi chúng ta chạm tới cái vị đó thì chúng ta phải làm sao sử dụng một cái loại công phu để chúng ta thấy rằng là cái vị này nó không phải từ đầu lưỡi của mình. Thì quán làm sao để mình có thể thấy nó không phải là cái lưỡi, không phải là thân, mà nó không phải là ngoại vật. Nếu như bây giờ á, nói là cái lưỡi mình mới cảm nhận được cái sự vật, thì giống như một người đang chết giấc đi, lưỡi còn nguyên đúng không? Nhưng mà mình bỏ cái gì mặn mặn vô, họ biết không? Không biết, lưỡi còn nguyên đó nhưng mà hoàn toàn không biết. Vậy là cái lưỡi nó không phải là thân của chúng ta. Nếu chúng ta tập quán á, tập quán theo cái kiểu cái người tu này, thì ngày Kiều Phạm Bát Đề bắt đầu họ quán, ngày quán bằng cái kiểu đó đi vào công phu. Như vậy là khi mà cái lưỡi chạm một cái vị đó, thì ngày bắt đầu ngày quân quán là ngày thấy rõ ràng cái mà biết vị mặn. Ví dụ như lưỡi chúng ta vừa chạm là cái lưỡi chúng ta biết mặn, thì cái biết đó đang biết cái lưỡi nếm vị mặn, đúng không? Cái lưỡi đang bị chúng ta biết đang nếm mặn, thì cái mặn ở nơi lưỡi nó không phải là cái biết, vì cái biết nó đang biết nó. Thì vậy là cái biết này nó đang biết vị mặn có mặt ở trên lưỡi, cho nên cái biết vị này nó không phải là thân. Thân có nghĩa là cái lưỡi mình đang xúc chạm cái vị mặn. Thì vậy là khi cái vị mặn nó chạm lên lưỡi mình, thì mình cũng đang biết cái mặn nó đang có mặt ở lưỡi. Cái lưỡi nếm mặn, cái cảm giác mặn của lưỡi và cái vị mặn đang có mặt ở lưỡi, cả hai này đều không sanh ra cái biết, mà cái biết đang biết hai cái này. Chúng ta có thể hiểu cái này không? Chúng ta phải làm sao mà quán khi mà xúc chạm như vậy đó. Có nghĩa là khi nếm vị ngọt ở nơi lưỡi mình đó, thì mình bắt đầu công phu là cái này mình dễ gặp lắm, cái này cũng có dễ tu chứ không có khó, không, cái này mình gặp hàng ngày à. Đưa miệng lên mình nếm miếng nước, mà nếm cái bánh hay là ăn cơm, bất kỳ một cái gì mà đưa vào lưỡi mình, thì lúc đó cái lưỡi chúng ta cảm nhận được cái vị đang hiện có đó.
mặn ngọt chua cay đắng chát gì đó, lưỡi chúng ta đang chạm nó, thì khi cái lưỡi chúng ta đang chạm nó, chúng ta có cái rõ biết. Thì cái rõ biết này nó không phải là lưỡi, đúng không? Tại vì nó đang biết lưỡi thì nó không phải là lưỡi rồi, mà nó cũng không phải là vị. Thì cái vị đang cũng bị nó biết, cái vị khi mà chạm lưỡi đang bị nó biết. Thì cái biết này không phải là lưỡi và nó cũng không phải là vị. Khi nào chúng ta thông được cái xúc chạm của lưỡi đến sự vật như vậy thì xem như chúng ta công phu đúng. Nên lục căn chúng ta sẽ bắt đầu tu tập. Giờ chúng ta chạm ở đâu là chúng ta phải có một cái quyền quán đó. Thì lúc chúng ta chạm như vậy thì vậy là chúng ta sẽ là cái gì? Chúng ta không phải là cái lưỡi, cũng không phải là cái vị, mà là cái biết. Cái biết này nó không phải là lưỡi mà nó cũng không phải là vị, thì nó trở lại cái tính biết của chính mình, tính biết thật của chính mình. Thì vậy là không phải là căn mà cũng không phải là trần, mà chỉ là cái rõ biết khi căn trần nó chạm nhau. Như vậy là khi mà Ngài Kiều Phạm Bát Đề này sử dụng công phu đó thì Ngài vượt khỏi thân tâm, vượt khỏi trong ngoài, vượt khỏi thế giới và xa lìa ba cõi như chim xa khỏi lồng, lìa hết tất cả những cấu nhiễm của trần tướng và chứng pháp nhãn thanh tịnh. Dễ tu ha. Chúng ta có thể sử dụng tất cả những công phu ở trong kinh như thế này, tu kiểu gì cũng được. Bây giờ mình ngồi mình cứ niếm ngày này qua tới ngày kia mình quán. Bây giờ mình vô đóng cửa phòng hết, cái bắt đầu mình để 100 loại thức ăn gì đó. Mình bóc cái này mình liếm, mình tu. Tu bằng cách là mình nếm vị. Để làm sao mà khi mình nếm mình thoát khỏi được cái vị ngon và không ngon đó, và mình sẽ vượt thoát được thân và tâm, vượt thoát được cái căn trà và cái trần, thì chúng ta sẽ vượt thoát được tam giới này một lần. Tới đoạn kế, do thân căn chứng được viên thông, ông Tất Lăng già bà ta liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ chân Phật mà bạch Phật rằng: con khi mới phát tâm theo Phật vào đạo tràng, thường nghe Đức Như Lai dạy về những việc không vui trong thế gian. Lúc đi khất thực trong thành, tâm con suy nghĩ pháp môn Phật dạy, giữa đường bất ngờ bị gai độc đâm vào chân, toàn thân đều đau nhức. Con tâm niệm, con có cái chết, biết được cái đau nhức ấy. Tuy biết được cái biết đau nhức, nhưng đồng thời giác biết nơi tâm thanh tịnh không có cái đau và cái biết đau. Con lại suy nghĩ, một thân thể này đâu thể có hai tính biết. Nhiếp niệm chưa bao lâu, thân bỗng nhiên không tịch. Trải qua 21 ngày, các lậu đều sạch hết, thành quả A-la-hán, được Phật ấn chứng lên bậc vô học. Nay Phật hỏi về chỗ viên thông, như chỗ chứng của con thuần một tính biết, rời nơi thân thể là bậc nhất. Tới một vị kế tiếp là do cái thân mà chứng được quả, tức là Ngài Tất Lăng và bà ta. Khi mà được Đức Phật dạy đạo á, thì các vị sống chết trong pháp tu. Như hồi đầu chúng ta nói, thật ra là khi ôm cái bình bát đi khất thực thì cũng nhớ lại những cái pháp tu của Đức Phật, cho nên quên đi cái chung quanh. Thật ra ở dưới đất có gai độc không hay. Giống loài gai độc thì lúc đó mới biết. Tại vì tất cả các vị tăng ngày xưa là đầu trần chân đất, và cái thời của Đức Phật thì không có đường xe, đường nhựa giống như bây giờ, mà hầm hố trong gai cỏ cây qua lá rất là nhiều. Tức là đường đi nó không có sạch sẽ giống như bây giờ, đa số là những cái đường mòn ta vạch trong rừng ta đi. Như vậy là gai trong nhiều. Thì Ngài trên đường đi khất thực mà cứ quán những cái lời dạy của Đức Phật để sử dụng cái công phu tu tập của mình, bỗng dưng đạp gai độc. Và đạp gai độc á, nó đau nhất đến mức độ là Ngài nghĩ là mình chết. Ngài thấy rõ là mình sẽ chết khi mà cái gai độc đâm vào thân. Thì lúc đó là Ngài bắt đầu quán là Ngài có cái biết được cái đau nhất ấy. Thì chúng ta thấy từng bước một rồi nha. Con có cái biết được cái đau nhất ấy.
tuy biết được cái biết đau nhất, nhưng đồng thời cái giác biết nơi tâm thanh tịnh, không có đau và biết đau. Chúng ta đã bắt đầu thấy cái chuyện quán thân nè. Bây giờ ví dụ như chúng ta đang ngồi đây, thực tế nhất là chúng ta không phải đạp gai mà chúng ta đang nực. Chúng ta đang nóng, đang nực. Vì vậy là chúng ta biết được mình đang nực, đúng không? Rõ ràng là chúng ta đang nực, đang khó chịu, thì chúng ta đang biết mình đang nực. Nhưng mà cái biết được cái nực của thân á, biết được cái đau nhất cũng như biết được cái nực của thân mình, thì cái đó nó hoàn toàn không đau, không nực. Bây giờ chúng ta đang ngồi ở đây, cái thực tế đang xảy ra là mình đang nực nội khó chịu. Bây giờ mình tu với cái nực này. Mình đang tu với cái nực này, đang bắt đầu công phu. Thế thì bây giờ nó đang rít rít người, nó khó chịu, nó ra mồ hôi, nó khó chịu, nó mình ngồi bắt đầu mình nghe cái nực nội xảy ra nơi thân, thì mình thấy rõ ràng là có cái thân ở đó và có cái nực xảy ra, đang có cái khó chịu xảy ra nơi thân. Nhưng cái thân và cái nực nội khó chịu này đang được mình rõ biết, thì chúng ta mới thấy rằng cái đau và cái biết đau này, biết đau nơi thân, tức là cái thân, cái nực và cái biết nực này ở nơi thân của chính mình, nó có một cái gì đó, nó không phải là cái nực nội khó chịu của tâm, nó cũng không phải là cái rai rứt khó chịu của thân. Cả hai cái này đều không phải. Vì vậy là cái biết này nó không phải là cái khó chịu của thân và tâm, thì cái biết này nó chính là thanh tịnh. Như công phu này cũng không có khó, đúng không? Ra đi đâu, đứng đâu, ngồi đâu, mình cũng có thể tu tập được. Làm sao mà nơi thân chúng ta nó xúc chạm với bất kỳ một điều gì, thì chúng ta cũng phải đều có một cái biết một cách rất rõ ràng. Biết cái thân chúng ta đang bị như vậy, biết cái tâm chúng ta đang dễ chịu, khó chịu như vậy. Và chúng ta có cái biết về cái dễ chịu, khó chịu của thân tâm, tức là cái khổ, cái vui, cái ra rứt, cái nóng nực, cái trơn nhám, bất kỳ một cái gì mà xúc chạm nơi thân chúng ta đều biết một cách rất rõ ràng cái đó nó đang chạm nơi thân của chính mình. Nhưng rồi chúng ta lại có biết cái thân đang chạm cái gì đó, gọi là đang xúc á, đang xúc. Thì cái thân chúng ta đang đụng với cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, cái ướt, cái khô, vân vân, tất cả cái sự xúc chạm đó, thì ngay nơi cái chỗ xúc chạm này là thân chúng ta rõ biết chỗ đó, đúng không? Ví dụ như cái tay chúng ta mà đưa vô bóng đèn, thì ngay khi đó là chỗ tay chúng ta bị phỏng, bị nóng lên, bị phồng lên. Ví dụ vậy thì chúng ta phải biết ngay chỗ đó. Và cái biết của thân nó chỉ biết ngay chỗ đó mà thôi. Nhưng chúng ta còn một cái biết của cái thân đang biết nóng, cái đó là cái thanh tịnh. Đó, thì ở đây ngày khoảng khi mà cái thân xúc chạm tới cái gai độc, nghĩ là mình chết rồi, thì vậy là cái đau và cái đang bị đau của thân tâm này đang được một cái biết đó. Cái biết đó nó hoàn toàn không có đau đớn. Và ngày quán như vậy á, kéo dài cho tới 21 ngày, tức ngày nhiếp niệm chưa bao lâu bỗng nhiên đạt tới cảnh giới không tịch. Quân quán như vậy suốt 21 ngày đêm, tại vì bị gai độc không hút ra được. Lúc đó quý vị thấy một cái người tu mà người xưa họ tu rất là đáng kính nể, đúng không? Đạp gai độc không phải chạy đi kiếm thầy ôm ngồi đó khóc. Như mình rồi đạp trúng gai nó ngồi đó mà khóc rồi, quên công phu rồi. Nhưng mà vị này đặc biệt, cái là khi trúng gai độc và biết mình sẽ chết vì cái gai độc này, bắt đầu đi vào công phu liền. Đây là cái chỗ mà tất cả chúng ta nên học. Tại vì á, cái việc chết chóc là chắc chắn chúng ta sẽ xảy ra. Nhưng với người tu thì khi mà cận tử nghiệp xảy ra chính mình là phải đủ bình tĩnh để sống được với công phu của chính mình. Bây giờ thì thấy nó không có chuyện gì, thì mình cũng hít vô thở ra nó đều lắm, đúng không? Mình thấy mọi chuyện nó bình thường, đúng không? Nhưng mà thấy cận kề cửa tử rồi á, là bao nhiêu sự nghiệp gia sản rồi á, là gia đình có mấy vợ mấy con nó chưa chia cho đều, sợ con mình đứa này nó hiếp đứa kia, rồi sợ đủ thứ chuyện xảy ra là thôi mà nó gán là sống. Nhưng mà càng gượng gạo để càng sống thì nó càng loạn đi cái tâm của chúng ta, không đủ bình tĩnh nữa thì chúng ta sẽ ra đi trong cuồng loạn lo sợ đó, sẽ rất là nguy hiểm.
Do vậy khi mà mọi người đã có tu rồi, chúng ta thấy là thái độ của người tu tập nó khác với người phàm. Chúng ta phải dùng cái từ như vậy. Như là khi mà đau chuẩn bị chết vẫn đủ cái bình tĩnh để đi vào công phu tu tập, thì đây là những người mà đáng để chúng ta tôn thờ kính lễ, đúng không? Rất khó có những cái chuyện này. Với những người tu tốt thôi, những người tu không tốt là có một sự biến động lớn trong thân là họ cuồng loạn liền. Họ mất tiền, mất cổ, mất danh, mất lợi, mất bất kỳ một cái gì mà liên quan tới thân xác họ là họ sẽ thành điên, thành khùng, họ cuồng loạn. Và nhất là mất thân trong giai đoạn cuối, tức là giai đoạn mà cận tử nghiệp này, chúng ta không có đủ bình tĩnh. Và không đủ bình tĩnh á, thì chúng ta sẽ bị loạn, cận tử nghiệp bị loạn trong cái sợ hãi lo âu, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đi đường xấu. Không có thể nào chúng ta đi con đường lành được đâu. Thật ra công phu làm sao mà khi chúng ta xảy ra một cái chuyện bất trắc nơi thân tâm của chính mình, chúng ta hết sức trầm tĩnh, giữ vững công phu của chính mình, và chúng ta sống chết với công phu này. Bây giờ đời này chúng ta đang công phu tới chừng đó, chúng ta chưa sáng đạo, thì có khi cái lúc mà chúng ta trút hơi thở cuối cùng, lúc đó chúng ta có thể bùng vỡ. Nếu chúng ta đang an ở công phu mình đang có, thì vì mình đã tháo gỡ được cái thân nghiệp. Thế vậy chứ thân nghiệp này là một cái gì che chắn chúng ta trong lúc công phu. Thật ra khi mà buông cái thân nghiệp này ra, tức là phút mà chúng ta thở một hơi thở cuối cùng, là lúc đó đã buông cái thân nghiệp này rồi. Chúng ta chấp nhận ở giữ vững công phu mà không bám chấp nơi thân, có khả năng ngộ đạo khi trút hơi thở cuối cùng. Thật ra cái mà chúng ta đủ bình tĩnh để thở hơi thở cuối cùng là một cái điều rất hiếm có. Và những người mà không có thời gian công phu trong giai đoạn còn hiện tiền này, thì phút đó chúng ta sẽ bị loạn. Ở đây vị thánh giả khi mà đạp đau, mà đau đến mức độ mà rúng động toàn thân á, để chuẩn bị chết, thì khi mà bị nhiễm độc rồi là quý vị thấy một cái cơn đau xảy ra là máu bắt đầu nó đông, cơ thể bắt đầu nó đặc, máu bắt đầu nó không còn chảy bình thường nữa, thì cái sự đau nhất gọi là tan thân, nó rất là khó chịu. Nhưng vị này vẫn sử dụng được cái trí tuệ và cái công lực tu hành của mình để đi vào sâu trong công phu thiền định. Thì cái này không có định là nó không vượt qua cơn đau. Chúng ta chưa nói tới nhiều về cái định. Tại cái thân tâm này mất cười lắm. Khi mà chúng ta dụng công á, những người mà có từng có kinh nghiệm ngồi thiền á, chúng ta mới thấy điều này. Những cái lúc mà cái tâm chúng ta loạn á, thì cái chân nó đau lạ lắm. Nó đau đến mức cái độ mà bung ra liền à. Là không có thể kiềm chế được. Nhưng mà quý vị á, ngay cái phút đó mà quý vị đủ cái bình tĩnh để xử lý hơi thở cho tốt, thì mình bắt đầu thấy cái thân đau đó, để mình không phải là cái đau. Cái đau đang bị mình thấy, thì lúc đó mình mới tách ra khỏi cái đau này. Chứ không phải quán thành không, quán như quyển, không có quán được đâu. Chúng ta phải thấy rõ cái đau đó, nó đau như thế nào, nó đau ra làm sao, nó đau rộng, nó đau hẹp, nó đau sâu, nó đau cạn. Chúng ta thấy rất là rõ cái cơn đau nó hoành hành. Và nếu chúng ta nhìn sâu vô cái đau đó thì nó trở thành một cái dòng xoắn xoắn xoắn. Chúng ta tưởng tượng lấy một mũi khoan mà khoan thẳng vô người mình như vậy. Và rồi một trung điểm đó được chúng ta thấy nhìn một hồi nữa bằng công phu của chính mình, thì tự động nó sẽ tan mất cái cơn đau đó. Và chúng ta vượt qua một lần. Rồi một hồi cơn đau khác xảy ra. Cơn đau khác xảy ra. Ví dụ như đau ở cái bàn chân, cái cổ chân hay là đầu gối gì đó, trong lúc chúng ta tọa thiền thì chúng ta sử dụng công phu đó, chúng ta sẽ thấy mình sẽ vượt qua từng đoạn cho đến mức độ hoàn toàn cơ thể nó hơi thở nhỏ nhiệm, cơ thể nó thông một cái rồi là tất cả cơn đau đều biến mất và chúng ta đi vào công phu thì toàn thân tâm được mình rõ biết, nhưng mà cái đau nó cũng sẽ theo đó mà nó mất. Nhưng mà cái này cái độc nó đã ngấm rồi, ngấm trong máu rồi. Như là cơn đau càng lúc càng nhiều, nơi nào có máu thì nơi đó đau. Ra khắp toàn thân bị đau nhức và chuẩn bị từ giã trần gian, nhưng mà Ngài vẫn sử dụng được công phu để giữ được cái mạng của mình lại, để đi sâu vào công phu thiền định. Và như vậy là do công phu mà Ngài không chết do cái độc này, mà Ngài bắt đầu Ngài tu tập cho tới 21 ngày sau trong cái quân quán để chứng quả A-la-hán. Tức là Ngài quán ở một giai đoạn thì thân tâm bỗng nhiên rỗng lặng, không tịch, có nghĩa là đạt tới cảnh giới rỗng lặng. Được cái định không thân thì cái đau kia tự động nó mất liền. Vậy quá giải luôn được cái độc và chứng quả A-la-hán luôn. Là không đi giải độc, không đi nhờ thầy thuốc cứu, mà tự mình giải độc lấy mình bằng công phu tu tập. Và cuối cùng là chứng thánh quả, thì toàn bộ cái độc do cái một cái
định mà hồi nãy mình nói là được diệt thọ tưởng định. Và khi đạt được cái diệt thọ tưởng định rồi, tất cả những cái đau này mất trong cái công phu thiền định đó, là cái độc của gai nó cũng đã được cơ thể thanh lọc hoàn toàn. Và khi ngài chứng thánh quả thì tất cả những cái đau nhức này nó hết. Tới cái đoạn kế tiếp, ông Tu Bồ Đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: từ nhiều kiếp đến nay tâm con được vô ngại, tự nhớ thọ sinh nhiều đời như cát sông Hằng. Khi còn trong thai mẹ đã biết tính không tịch, như thế cho đến mười phương đều thành rỗng không, và cũng khiến cho chúng sinh chứng được tính không. Nhờ Đức Như Lai chỉ dạy, con phát minh được tính giác chân không, tính không được viên mãn sáng suốt chứng quả A-la-hán. Liền bảo minh không hải của Như Lai, liền vào bảo minh không hải của Như Lai, tri kiến đồng như Phật, được Phật ấn chứng cho con thành quả vô học, tính giải thoát rỗng không, con là trên hết. Nay Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của con, các tướng đều vào tướng phi, năng phi, sở phi đều hết, xoay pháp trở về không là bậc nhất. Tới ngày Tu Bồ Đề là vị đệ tử lớn của Đức Phật, ngày nhiều đời nhiều kiếp tâm đã được vô ngại rồi, chứ không phải khi gặp Đức Phật. Tháng đời cuối tới để hiện thân làm đệ tử Đức Phật để hộ pháp cho cái dòng pháp Đức Phật thôi, chứ còn thực sự ngài đã chứng được cái pháp không nhiều đời nhiều kiếp rồi. Và ngài nhớ ngài cũng thọ sinh nhiều đời nhiều kiếp số như số cát sông Hằng, có nghĩa là mỗi lần tái sinh là ngài đều biết được cái việc sinh tử của mình, cũng như cái đời này ngài Tu Bồ Đề đã thấy được hằng hà sa số kiếp trước mình đã ngộ lý không và sanh tử ở kiếp nào, đi tu tập ở đâu, vân vân, tất cả điều đó ngài Tu Bồ Đề đều thấy rất rõ về mình. Nhưng đặc biệt cái đời mà ngài ra đời để gặp Phật, thì khi vào thai mẹ đó ngài biết được cái tính không tịch đó, tức là ngài nhập trong cái thai mẹ với những vị Bồ Tát. Nhập trong thai mẹ không phải là thấy mình nằm ở trong chữ tử cung chật giống như những cái thai nhi khác đâu mà do cái tâm của cái ngài thấy được cái đạo lý đó, thì cảnh giới đó thành không đó, ngài gá một cái thần thức để bám vào cái noãn cầu bà mẹ để tạo thành một cái sự sống đó thôi, chứ thực sự cái tâm ngài không phải dính ở trong cái noãn cầu, dính ở trong cái thai nhỏ nhiệm đó. Đây là con đường đi của các bậc thánh. Cái điều này nếu những người mà có cái định lực sâu á thì họ mới thấy được điều này. Khi mà các vị tái lai, các bậc Bồ Tát mà muốn đi xuống cõi phàm này thì ngài cũng chọn nơi chọn chỗ và cũng có quán cái duyên nghiệp nữa, nó cũng cộng nhiều thứ lắm. Ví dụ như trong đời này họ muốn làm con của cặp vợ chồng nào đó thì họ thấy rõ cái tâm tư, cái tình cảm của hai người này như thế nào. Nếu mà nói thì phải chọn lựa, thì họ chọn lựa những người có cái tâm lành, có thiện tâm, có cái ý chí tu tập và hiểu biết chánh pháp để khi ra đời nó thuận cho con đường tu tập của mình. Nhưng có những vị Bồ Tát lớn là không cần chọn luôn, thích ở đâu thì cứ tới đó. Và ngài không bị một sự ảnh hưởng nào của cha mẹ hết. Chứ là khi chung vô trong thai thì chỉ bỏ cho cái thân phát triển đúng theo cái tầm phát triển theo cái kiểu vật chất đó thôi, nhưng mà tâm của cái ngài hoàn toàn nó không ở trong cái chỗ nhỏ nhiệm của cái thai nhi, mà biến thai nhi trở thành một cái đạo tràng để thuyết pháp độ sinh luôn. Thật ra mình thấy cái hiện tướng ở trên cái đạo tràng của mình, hoặc là tất cả các đạo tràng giảng thuyết như vậy, thì cái người Bồ Tát khi nhập thai á, họ cũng biến cái thai thành những cái đạo tràng lớn còn hơn gấp 1000 lần đạo tràng của mình nữa. Các vị đang thuyết pháp cho chúng sinh nghe, chúng ta chịu nổi cái điều này không? Đó là một cái sự thật. Chứ đừng có nghĩ là thấy người đó chung trong thai rồi cái biến thành phàm phu tục tử, rồi cái phải sanh ra trong cái mù mịt rồi nó lớn lên như những đứa bé bình thường là chúng ta đã sai rồi. Nếu như những người bình thường thì được, nhưng mà các vị đã chứng thánh quả rồi, nhất là những vị đã chứng quả Bồ Tát trở lại trần gian để bằng nguyện, thì thai mẹ nó trở thành đạo tràng để tu tập,
tử cung bà mẹ trở thành lầu cát để các vị tu tập và giáo hóa chúng sanh suốt từ đó cho tới khi ra. Và khi ra rồi chúng ta thấy đứa bé khóc que 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 vậy, chứ không phải là ở trong cái thân xác nhỏ của một đứa bé nữa, mà từ đó cũng tiếp tục ở trong cảnh giới của tự tâm mình mà giáo hóa chúng sanh cho tới khi nhập Niết Bàn. Đây không phải là một cái điều mà chúng ta có thể tưởng tượng bằng đầu óc được, nhưng mà đó là sự thật của các vị Đại Bồ Tát. Chưa bao giờ rời đại định, và trong đại định đó các vị đều có thể chuyển vật chất theo tâm linh của chính mình. Theo cái kiểu cõi phàm thì mình thấy có đứa bé nằm giải giải chòi chòi khóc đó, ăn đó, uống đó. Nhưng mà các vị Đại Bồ Tát mượn cái thân này lớn lên để dùng cái thân này gọi là đồng sự nhiếp để nói chuyện cõi này thôi. Nhưng mà các vị cũng ở trong định để sử dụng cái năng lực định của mình mà giáo hóa tất cả chúng sanh ở mười phương pháp giới, chứ không phải là một đứa bé nằm trong thai. Với cái trí phàm mình không thể tưởng tượng nổi cái điều này, nên mình cho rằng đó là một cái chuyện huyền thoại, nhưng thật sự đó là một cái sự thật của các vị Bồ Tát khi nhập thai. Cho nên có các vị vào thai ảnh hưởng tới bà mẹ mình liền. Mà ngày tu Bồ Đề này có một điều đặc biệt là khi nhập thai thì bà mẹ có một cái cảm giác giống như là không có thân một giai đoạn dài. Và ngay cái ngày mà ngài sanh ra là toàn bộ cái kho đụng của tất cả nhà cửa đều biến thành không. Dễ sợ như vậy. Ảnh hưởng tức là cái biểu hiện của một người mà ngộ lý không đến mức độ tận cùng. Tất cả những tiền bạc châu báu kho đụng đều biến mất trong cái ngày ngày tu Bồ Đề sinh ra. Và sau đó nó trở lại. Nhưng mà ngày ngày sinh ra là không có cái gì hết. Kho đụng là không biết bao nhiêu kho, tại gia đình ngài là một trưởng giả rất là giàu có, nhưng mà bị biến mất liền trong cái phút ngày được sanh. Như vậy là ngày tu Bồ Đề này khi mà tu tập á, khi mà vào thai thì vẫn ở trong cái không đó, cho nên có thai hay là không thai với ngài hoàn toàn không có rồi. Giới với ngài là cái trụ ở cái chân không thanh tịnh đó. Từ trong thai mẹ lận, tức là trước khi đó, trước khi vào thai mẹ thì ngài đã ngộ lý không rồi, vào thai mẹ ngài cũng ở trong lý không. Và ngài thấy rõ ràng là mười phương đều thành rỗng không, và cũng khiến cho chúng sanh chứng được tính viên thông nữa. Tức là ở trong đó, ở trong thai mẹ, ngài đã thấy ngài rỗng không, thấy không có tử cung, không có bà mẹ rồi. Và mười phương pháp giới này ngài đã thấy không, và đồng thời ngài cũng khiến, có nghĩa là ngài giảng dạy cho tất cả chúng sanh khác ngộ lý không trong lúc đang ở trong thai mẹ. Dễ sợ không? Tức là ngài tu Bồ Đề không phải đơn giản như chúng ta nghĩ là chứng cái quả A-la-hán bình thường, mà ngay trong thai đã làm cho chắc các chúng sanh khác được ngộ lý không rồi. Thì vậy là khi mà ra đời gặp Đức Phật chỉ dạy thêm thì ngài lại ngộ cái tánh chân không đó được viên mãn sáng suốt, chứng quả A-la-hán. Như vậy là đây ngài dám nói một ý kiến giải mà ngang Đức Phật là liền vào bản minh không hải của Như Lai, tức là nhập trong cái không mà sáng suốt, tức là cái không giác ngộ. Cái minh không tức là nhập vào cái tự tánh sáng suốt nhiệm màu, cái toàn tri đó đó được nhập vào cái bảo minh không hải của Như Lai. Thì tri kiến đồng như Phật, lúc đó mới được Phật ấn chứng quả vô lậu. Thật sự khi mà ai nhập trong đó thì cái thấy biết không khác với chư Phật mười phương. Một lần như vậy, một lần mà thân tâm biến thành không thì người đó tự động sẽ chứng được cái quả này. Nhập trong này thì chứng được cái quả đó, và lúc đó được Đức Phật thọ ký là chứng quả A-la-hán thôi. Nhưng thật sự cái quả vị này, như vị A-la-hán bình thường không đủ sức để có thể cảm nhận nổi. Lúc này đã nhập trong tự tánh, nói cái từ của nhà thiền chúng ta là đã nhập trong tự tánh, tức là cái minh không hải Như Lai, minh không hải Như Lai. Lúc mà tan biến hoàn toàn thân tâm và pháp giới này thì lúc đó cái kiến giải, cái thấy nhìn đó, gọi là cái tri kiến, có nghĩa là cái thấy biết lúc này tương đồng với chư Phật mười phương, chứ không phải với bổn sư mình nữa. Và trong cái khoảnh khắc mà chúng ta tràn ngập trong cái tuệ tri khắp pháp giới mười phương này thì tất cả những cái thấy đều là Phật. Tất cả pháp giới này là hiện hữu trong cảnh giới Phật, không có khác. Và từ đó mới được gọi là chứng thánh. Thì một phen mà bất kỳ một hành giả nào tu tập, cơ thể của mình phải đạt tới một cái khoảnh mà rỗng lặng mênh mông để biến thành không. Cái thấy nhìn của mình lúc đó, mình không phải là ngang, mình muốn mình so sánh trí tuệ mình ngang Phật, không phải như vậy.
Nhưng mà công phu đã tới cái chỗ đó, trong cái khoảnh khắc đã nhập trong pháp giới tánh toàn tri, thì cái thấy của Đức Phật cũng toàn tri như vậy, không khác nhau. Nhưng mà chúng ta khác ở cái chỗ gì? Là tất cả các đời mà đi làm Bồ Tát của mình đó, để giáo hóa độ sanh, chúng ta chưa có đủ được như Đức Phật. Chứ còn nếu mà nhập trong cảnh giới này, chúng ta trụ trong cái cảnh giới toàn tri đó một giai đoạn dài, tất cả những nghiệp tập, nghiệp chướng đều tan biến từ từ, và tan biến sạch hết. Ngã chấp pháp, chấp những cái vi tế hoặc trần sa hoặc lậu hoặc đã được chúng ta xử lý xong, thoát ngoài tam giới này. Như vậy là cái khả năng mà để đi lại trong tam giới là người này hoàn toàn tự tại, tự do, không còn ai ngăn ngại được nữa. Nhưng mà đi lại tam giới để hoàn thành những cái tâm nguyện, những cái tình thương của mình đối với chúng sanh muôn loài, đi tới đi lui hoài trong tam giới này mà không có bỏ bất kỳ một cõi giới nào, đây là một điều rất là lạ, và không còn ngại cõi nào nữa. Bây giờ Ngài muốn hiện thân xuống địa ngục thì trong khoảnh khắc tới đó. Và những cái chuyện xảy ra trong địa ngục, cái thần thức của Ngài, cái tâm lực, cái định lực của Ngài đủ để có thể hóa giải được những người chung quanh. Nếu người nào có duyên trong cõi giới địa ngục có thể được Ngài tới, Ngài giảng dạy, Ngài giáo hóa, thì người đó ngay trong cõi địa ngục đó có duyên lành cũng có thể vượt thoát sau khi đã được nhận đạo lý. Đó thì vậy là cái việc làm của các vị Bồ Tát không phải là đến cõi người của mình. Đến cõi người mình là một cái sự phân thân rất nhỏ nhiệm của các vị mà thôi. Thật ra mình thấy mình còn cái nghiệp thì mình đi có một thân, không? Bây giờ bỏ thân này thì mình chọn cái thân thứ hai, bỏ thân thứ hai mình chọn thân thứ ba, bỏ thân thứ ba mình chọn thân thứ tư thôi, chứ mình không có khả năng phân thân đâu. Nhưng khi đã chứng quả Bồ Tát rồi thì các vị thừa sức phân thân. Mà lúc các vị phân thân, ví dụ như các vị mang cái thân của một cái người đang ngồi đây, giống như một người đang ngồi nghe giảng pháp ở đây, nhưng mà thật sự là các vị đang đi giáo hóa cõi nào đó, mình đâu biết đâu, mình thấy có người ngồi gật gật đầu nghe vậy thôi. Cái khả năng của các vị Bồ Tát đến cái trình độ đó. Thật ra đối với chuyện mà mang thân hay là không mang thân với các ngài, cái chuyện đó nó không còn quan trọng. Nhưng mà vì đến cõi nào là phải sử dụng cái đồng sĩ nhiếp cõi đó. Đến cõi người phải làm người để nói tiếng nói loài người mà cứu độ cõi người. Nhưng ngài đến cái cõi súc sanh thì ngài phải mang cái thân cõi súc sanh, nói tiếng nói của loài súc sanh để cứu độ chúng sanh trong cõi đó. Ra có những người tu tập nói là ủa sao mấy vị chứng thánh rồi mà còn đi xuống mấy cõi xấu như cõi phàm của mình, là người này tu hành bất lực hay sao? Xin thưa, nếu hiểu được cái tâm của các vị Bồ Tát rồi thì không phải bất lực, mà là tăng trưởng cái tâm từ, và đó thể hiện cái nỗ lực tu hành của các vị đã chứng thánh quả. Họ không chứng thánh quả thì họ không đủ sức để quay lại trần gian một lần nữa đâu, bỏ chạy mất. Không, bây giờ giả dụ như mình đang tu tập như vậy nè, đã trải qua một cái đời đau khổ như vậy, hỏi giờ mình có dám trở lại cõi này lần nữa không? Mình dám không? Mấy người dám? Chúng ta sợ quá rồi, không? Quá sợ rồi. Cho nên gán tu làm sao để đi cõi nào nó an lạc hơn, nó thanh tịnh hơn, nó sung sướng hơn, nó đỡ khổ hơn cái cõi phàm phu này. Người ta bà nó đầy khổ đau, phiền muộn. Nhưng mà khi các vị đã đạt được cái thánh quả rồi, ngồi ngay tại cái cõi khổ đau này, thì Ngài hưởng cái phúc lạc vô biên ở cõi cảnh giới tự tâm của chính mình. Không có bây giờ bị đau đớn, không có bao giờ bị khổ sở giống như người phàm phu của chúng ta. Ở cái tự tại của các vị là vậy. Cho nên đi cõi nào thì Ngài cũng đang ở trong cái đại định. Mà thường ở trong đại định thì đang hưởng trong cái phúc lạc vô tận vô biên đó. Chỉ sử dụng một cái thân nào đó trong phù hợp với cõi đó để làm lợi ích chúng sanh thôi. Chứ người đó nói nếu mà khổ thì chắc chắn là không có rồi. Không bị lệ thuộc cảnh giới đó. Dù tới cõi phàm không lệ thuộc cảnh giới phàm. Tới cõi mà thấp hơn tội súc sanh xuống địa ngục chơi cũng không lệ thuộc đó, xuống ngạ quỷ chơi cũng hoàn toàn tự do tự tại. Vì vậy là trong lục đạo luân hồi này Ngài tới bằng tất cả những cái năng lực vô biên của chính mình để cứu độ chúng sanh mà không có một chút ngần ngại. Vì người đó không bao giờ nếm khổ giống như mình. Không được. Ở cái kiến giải định đó thì người ta khổ không được, chứ không phải là người ta muốn không có khổ. Đây là một cái điều khác biệt của những vị thánh. Giờ muốn khổ cũng khổ không được nữa. À, đó là một điều hay. Như vậy là họ hoàn toàn hưởng được cái phúc lạc trong cõi phàm này. Họ sống trong cõi phàm, họ thấy con đường đi tới đau khổ của cõi phàm này là cái gì?
Và cách hóa giải được cái khổ đó thì họ sẽ có được phương tiện để cứu độ của cõi này. Cho nên họ buộc phải mượn thân phàm. Chúng tôi dùng là mượn cái thân phàm thôi. Thì khi mà mượn cái thân phàm rồi, sống trong cõi phàm phải ăn, phải uống, phải ngủ, phải nghỉ, phải buồn, phải vui giống như một người phàm. Và trong lúc ăn uống buồn vui đó, họ thấy được cái cách để thoát ra. Bất kỳ cõi giới nào khi một vị Bồ Tát đi qua một cái là họ sẽ có cái cách để thoát nó liền. Đi vào con đường danh lợi có cái cách thoát danh lợi, đi vào cái đường tình cảm có cách thoát tình cảm, đi vào cái đường dục lạc có cái cách thoát ra. Và những cái cách đó là những cái cách để cứu độ, là những cái phương tiện tốt đẹp để cứu độ cõi này. Đó là tâm nguyện của các vị Bồ Tát. Thành ra là khi mà chúng ta thấy cái việc tu học á, từ cái giai đoạn đầu mình thấy mình yếu kém công phu thì mình tránh duyên. Khi mình chưa có đủ lực thì mình phải né chỗ này, mình né chỗ kia, mình né chỗ nọ để mình không bị dính nhiễm. Bị dính nhiễm là hết tu. Nhưng mà thật sự khi mọi người đã hoàn toàn tự tại vô ngại rồi thì họ không có ngại cảnh giới nào, bất kỳ cảnh giới nào họ cũng có thể tới được. Và bất kỳ cái ngõ ngách nào họ cũng đủ phương tiện để cứu thoát chúng sanh. Đó mới thật sự là Bồ Tát. Bồ Tát mà còn ngại cái chỗ này, còn ngại chỗ kia, còn ngại chỗ nọ không bám vào thì người đó chưa có đủ cái sức tự tại. Khi mọi người tự tại rồi thì những cái năng lực này có thừa để có thể giúp chúng sanh muôn loài. Thì hôm nay chúng ta sẽ dừng cái buổi nói chuyện ngang đây. Thì chúng ta chắp tay hồi hướng nghỉ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ. Thầy đều hướng
giữ vẹn một niềm